hình ảnh trực tiếp từ giao diện web camera ITC 431, lúc này là giờ tan tầm, các phương tiện giao thông đang lưu thông rất đông. Các bạn có thể thấy hình ảnh camera chụp hình rất nhanh và chính xác biển số xe. Với xe máy, tỷ lệ chính xác lên tới 95%, các biển số xe máy bị cũ hoặc bị bẩn sẽ làm sai vài ký tự biển số. Còn với xe ô tô thì 100% là chính xác. Hình ảnh camera qua đầu ghi, chúng ta có thể thấy tất cả các phương tiện đều được camera bắt được nhanh và chính xác, thậm chí là còn hiển thị cả thông tin biển số lên trên màn hình. Tiếp đến là cam PTZ thu thập metadata, cam thu thập dữ liệu cực kỳ nhanh với đầy đủ thông tin như màu sắc, giới tính, loại phương tiện. Ô tô thì còn có thể chụp rõ biển số xe nữa. Với dữ liệu mà camera thu thập được sẽ giúp người quản lý có thể kiểm tra thông tin cần tìm rất nhanh và hiệu quả. Bài test hôm nay tạm dừng ở đây thôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài test tiếp theo.